Huyền Thư, Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đến với trả bài chung dành cho những người đã ly hôn hoặc là các bạn chọn làm mẹ đơn thân, bố đơn thân ý. Chủ đề là lựa chọn tái hôn. Tái hôn đối với những người đã ly hôn ý, hay là kết hôn với những người chưa từng kết hôn mà các bạn đã là bố, là mẹ đơn thân rồi, hay là độc thân suốt đời. Nghĩa đại ý cái trả bài sẽ là như thế. Sau khi trả bài xong thì mình sẽ lựa chọn một cái nhan đề phù hợp để các bạn để đăng video. Còn hiện tại thì các bạn hiểu là như thế. Qua trả bài này chúng ta sẽ có hai tụ bài, một là nếu bạn lựa chọn kết hôn, hai là bạn lựa chọn không kết hôn. Chúng ta sẽ thấy được toàn cảnh cái việc mà ta chọn lựa chọn cùng một người đồng hành để xây dựng một tổ ấm ở sau đổ vỡ như thế nào, hoặc là ta lựa chọn sự an toàn sống một mình thì sẽ như thế nào các bạn nhé. Mỗi một tụ bài sẽ có 3 câu hỏi thì mình sẽ trả bài rồi mình sẽ nói cụ thể sau. Còn bây giờ các bạn chọn cho mình một tụ bài các bạn cảm thấy liên kết đi, 1, 2, hoặc đơn giản là bạn chọn trong hoàn cảnh của bạn, một là lựa chọn kết hôn, hai là lựa chọn sống độc thân suốt đời nhá. Rồi bây giờ chúng ta đến với tụ bài đầu tiên. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 1. Trước khi đọc bài thì Huyền Thư vẫn nhắc là trả bài chung mang nguồn năng lượng tổng hợp nên không phải lúc nào cũng có thông điệp các bạn cần và thông điệp trùng khớp với câu chuyện của các bạn. Trước mặt các bạn là ba tụ bài, ba trả bài. Trả bài đầu tiên là cuộc sống của bạn, năng lượng chung ấy như thế nào sau khi ly hôn. Ở đây mình thấy lá bài Death, Death đại biểu cho sự chuyển đổi, biến đổi. Thì tụ bài số 2, trả bài số 2 mình đặt câu hỏi là vậy thì cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào sau khi các bạn kết hôn? Và thứ ba là mình kiểm tra năng lượng của trẻ con, ví dụ như con của bạn đó. Thì nếu mà trong một cái cuộc hôn nhân mới thì sẽ như thế nào? Bởi vì mình có viết một cái câu trong bài của mình, đó là khi chúng ta sống một mình, chúng ta chỉ sống với chúng ta thôi. Nhưng mà khi chúng ta có con thì chúng ta nên sống theo ước mơ của con nhá. Và đứa trẻ nào thì cũng khao khát có một gia đình, có đủ bố, đủ mẹ, và cái người bố người mẹ đó cho chúng một tổ ấm ấm áp. Đó là tất cả những cái điều mà mình muốn truyền tải qua trả bài này. Bây giờ chúng ta bắt đầu đọc bài. Với câu hỏi đó là cuộc sống của bạn ấy, năng lượng chung sau khi tái hôn hoặc kết hôn nó tùy hoàn cảnh. Kết hôn là bạn chưa từng kết hôn lần nào, ví dụ như là bạn làm có những người là mẹ đơn thân, bố đơn thân trước khi kết hôn. Có những người thì kết hôn rồi sau đó ly hôn thì chúng ta gọi là tái hôn. Thì mình dùng một từ thôi, kết hôn nhá, để khỏi phải nói hai cái từ đó khỏi lặp nhau, nó sẽ làm cho trả bài lộn xộn. Rồi bây giờ chúng ta cùng đọc bài. Mình thấy cái cuộc hôn nhân của bạn, mình nghĩ là ở trong này này có một cái năng lượng, mình nghĩ là có thể các bạn sẽ không kết hôn đâu. Kết hôn theo kiểu truyền thống ấy là các bạn sẽ làm đám cưới, làm dâu làm rể đâu. Nhưng mà mình thấy các bạn có cái sự theo kiểu giống như gắn bó với nhau, năng lượng của hai cốc ấy, giống như ước hẹn với nhau, gắn bó với nhau. Và cái mối quan hệ này ba cốc ấy thì mình nghĩ là bạn bè biết, đó có nghĩa là những người bạn thân thiết, đồng đồng nghiệp thân thiết, hoặc là ví dụ như là cơ quan của các bạn có một cái vị sếp nào đấy chẳng hạn, thì cái vị sếp đó biết, nghĩa là những cái đối tượng cần thiết phải biết cái mối quan hệ của hai người là gia đình này đó, bạn bè này, rồi sếp của bạn này, nghĩa là những mối quan hệ cần thiết ấy đấy thì các bạn cho biết. Còn không, đây không phải là một cuộc hôn nhân theo kiểu như là có đám cưới linh đình rồi có nhiệm vụ làm dâu làm rể, nhưng mà mình thấy các bạn vẫn là the empress và the emperor, có nghĩa là cho dù các bạn không làm đám cưới như thông thường nhưng mình thấy có cái xu hướng là các bạn đối với nhau rất là lễ nghi, rất trách nhiệm. Đấy, người nam thì trách nhiệm của một the emperor, người nữ thì có trách nhiệm của một the empress. Mà các bạn biết rồi, the emperor và the empress là đại biểu cho hình mẫu của người cha và người mẹ. Cho nên có thể các bạn không làm đám cưới nhưng mà các bạn đối với nhau giống như vợ chồng, và các bạn cư xử với hai bên gia đình cũng như thế. Mặc dù trên danh chính ngôn thuận theo kiểu như là trên luật pháp, giấy tờ luật pháp, rồi là thắp hương cho hai bên tổ tiên dòng họ thì các bạn không làm cái điều đó, nhưng các bạn đối với nhau như là vợ chồng nhá. Đó, mình thấy cái cuộc hôn nhân này có một sự thay đổi. Mình sẽ phân tích cái sự thay đổi này cho các bạn thấy. Trước hết là cái sự thay đổi nó nằm ở lá bài The Tower và Tám Gậy đó. Trong cái trả bài này mình thấy có một người năng lượng nữ là Queen of Cups.
trong lòng vẫn ôm những cái năng lượng của The Tower, năng lượng của đổ vỡ. Các bạn có thể gọi chung, hiểu chung đó là những cái ám ảnh về đổ vỡ, về cái đau khổ, về những tổn thương trong quá khứ ấy. Thì từ khi cái đám cưới này, bởi vì chúng ta đang đặt cái câu hỏi là cuộc hôn nhân thay đổi như thế nào trong cuộc hôn nhân, mà xin lỗi mình không dùng từ đám cưới mà mình có thể dùng cái cuộc hôn nhân, thực ra dùng cuộc hôn nhân cũng không đúng đâu, bởi vì là hôn nhân là dành cho những mối quan hệ được pháp luật công nhận và được hai bên gia đình công nhận. Nhưng mà ở đây nó có một cái điều đặc biệt là mặc dù không có pháp luật công nhận hoặc là gia đình theo kiểu là một đám cưới truyền thống ấy, nhưng mà mình thấy các bạn vẫn coi nhau là vợ chồng và sống rất là trách nhiệm, cho nên mình vẫn có thể gọi là cuộc hôn nhân nhá, mình nói trước như thế. Thì cái cuộc hôn nhân này đã thay đổi cái người nữ này đó, nghĩa là tất cả những cái ám ảnh, những cái tổn thương từ trong quá khứ nó nằm trong chiếc cốc của Queen of Cup này, nó được thay đổi, biến cô ấy trở thành một Queen of One, và từ Queen of One biến cô ấy trở thành một The Empress. Và cái năng lượng của Death ấy, khi mà nhìn vào Death thì theo lên cái trải bài thì mình thấy nó có sự thay đổi con người của người nữ, thay đổi cuộc sống của cô ấy, thay đổi rất nhiều thứ xung quanh cô ấy nhá. Vậy thì nếu mà nhìn vào trải bài này, chúng ta có thể thấy rằng cái năng lượng của The Emperor, có một người đàn ông xuất hiện trong năng lượng của người nữ, có một cái vai trò rất lớn, đó là tác động đến tư tưởng và tinh thần của cô ấy, tác động đến quan điểm sống của cô ấy và tác động đến toàn bộ cuộc sống của cô ấy, biến cô ấy trở thành từ Queen of Cups trở thành Queen of Wands, từ Queen of Wands trở thành The Empress, cho nên mới có cái lá bài Death ở đây. Nó là một sự chuyển biến, nó là một cái sự thay đổi từ bên trong, và năng lượng của tám gậy nó là sự chuyển biến từ bên ngoài. Nhưng mà nhìn vào lá bài này thì mình thấy có mấy dấu hiệu như sau để các bạn nhận ra cuộc hôn nhân của các bạn này. Đương nhiên là trải bài chung nó không đúng toàn bộ đâu, mình thấy thì mình đọc thôi nhá. Thì một là cái mối quan hệ này các bạn là bạn từ trước rồi, bởi vì lá bài ba cốc và hai cốc, nghĩa là các bạn đi lên từ tình bạn giống như là gặp nhau, thậm chí có những người là bạn thật ở bên ngoài, ở gặp nhau, trao đổi với nhau, chơi với nhau theo kiểu là có một cái sự hiểu nhau căn bản rồi. Sau đấy thì cái người nam đó với cái năng lượng của The Emperor là một người rất là trách nhiệm, ấm áp, giống như một cái mái nhà êm ý, dành cho người nữ, và dần dần cảm hóa được họ, cảm động được họ, giúp họ thay đổi cái quan niệm về tình yêu và hôn nhân và biến họ trở thành The Empress. Có nghĩa là ở góc độ tâm linh thì cái người nam này đóng một vai trò vô cùng lớn trong cái sự thay đổi về quan niệm tình yêu và hôn nhân nhá, mình thấy như thế. Vậy thì một là bạn đã gặp rồi, nếu bạn gặp rồi thì bạn cho mình biết nhá. Và nếu bạn chưa gặp thì bạn có thể, nếu bạn chưa gặp thì có thể trong tương lai bạn gặp, bạn cứ tin là như thế đi nhá. Đó, bởi vì niềm tin rất là quan trọng. Chúng ta hãy thiết lập lại tiềm thức của mình bằng niềm tin. Ở đây có hai lá bài quan trọng trong hành trình phát triển tâm linh của bạn, đó là The Tower, đó là Death. Nghĩa là The Tower là có một sự tan vỡ, nó vỡ ra từ bên trong và nó vẫn đang nằm ở, các bạn cứ tưởng tượng nếu cái kho tiềm thức của các bạn là một cái lọ chẳng hạn, một cái bình chẳng hạn, thì cái sự tan vỡ ấy, nó nứt ra, và những cái vấn đề, những cái ví dụ các bạn cứ tưởng tượng là một cái lọ, khi nó nứt ra và ánh sáng lọt vào thì bạn nhìn vào bạn thấy rất nhiều thứ bề bộn, thậm chí là rác rưởi ở bên trong, chính là The Tower này. Nhưng mà bạn biết đó, nhưng rất khó nếu như bạn, một là bạn không 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 có ý định là bạn dọn dẹp nó, hoặc là bạn không muốn, hoặc là bạn không có khả năng dọn dẹp, thì cái cuộc kết hợp này, mình có thể dùng cái từ là cuộc kết hợp này đã giúp bạn dọn sạch cái The Tower này và thay đổi toàn bộ cuộc sống và con người của bạn. Vậy thì tụ bài số 2, cho mình một cái tụ bài số 2 là đi tìm câu trả lời là vậy thì cái sự thay đổi cụ thể nó là như thế nào. Thì mình thấy như thế này. Một là năng lượng của Ten of Pentacles. Khi mà nhìn vào cái lá bài này, tự nhiên trong tâm của mình nó dấy lên một cái sự xúc động. Mình nghĩ là ở đây có những người chọn tụ bài số 1 ấy, giống như các bạn chưa từng được trải nghiệm một gia đình hạnh phúc là như thế nào. Ví dụ các bạn lấy chồng, gặp phải một ông chồng mà bỏ mặc các bạn chẳng hạn, hoặc là gia trưởng độc đoán, lại kèm với cả nhà chồng cũng không thương bạn chẳng hạn, thì cái năng lượng của 10 xu là một cái gia đình ấm áp, hạnh phúc đủ đầy ấy, nó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của bạn cả. Đó, vậy thì cái trải nghiệm đầu tiên, cái sự thay đổi đầu tiên nó chính là bạn được trải nghiệm 10 xu là như thế nào. Thứ hai nữa là cái người nữ ở đây có một cái sự ám ảnh là trong một cuộc hôn nhân các bạn phải cố gắng rất nhiều, nỗ lực rất nhiều. Các bạn nhìn thấy hình ảnh của một
người phụ nữ ấy đang kiễng chân lên để lấy những que củi, nó đại biểu cho cái việc là cô ấy làm những việc quá sức của cô ấy đến mức mà năng lượng của chính kiếm là cái sự ám ảnh, cái nỗi nhớ về một cuộc hôn nhân cũ ấy, hoặc là nó là ám ảnh về cuộc hôn nhân của chính bố mẹ các bạn này, hoặc những người thân, hoặc là sự ám ảnh từ tiềm thức ấy. Nó chỉ có sự cô đơn thôi, nó chỉ có nỗi buồn thôi, nó rằng giặc cô đơn. Thì các bạn, thì cái cuộc hôn nhân này này, cái cuộc kết hợp này, mình dùng gọi là cuộc kết hợp này, đã dần dần thay đổi con người của bạn. Năng lượng của The Tower có nghĩa là có một cái gì đó cứ chuyển dần, buông dần, buông dần, nó biến đổi giống như là một chiếc lá từ màu xanh sang màu vàng ấy, các bạn tưởng tượng như thế, từ non tơ trở nên cứng cáp ấy. Thì cái người đàn ông này này, cái người mà bạn kết hợp ấy đang mang năng lượng của King of Swords. Mình có cảm giác như là mặc dù là King of Swords nhưng mà cái năng lượng của người đàn ông này không hề lạnh lùng, không hề lạnh lùng, không hề lạnh lẽo, mà có một cái gì đó giống như là ông ấy là hiện thân cho sự hiểu biết, và với một người hiểu biết từng trải đấy, thấu hiểu cái nội tâm của người nữ, thì từng bước một ông ấy giúp cái người nữ đó buông dần được những cái vấn đề ở bên trong. Ví dụ các bạn tưởng tượng như là tám chiếc cốc này này, một cái người mà đã bỏ đi rồi nhưng mà vẫn cứ nghĩ về tám chiếc cốc này, thì giống như cái người này bằng sự hiểu biết của mình đã giúp cái người nữ đó dần dần buông được tám chiếc cốc này, buông được những cảm xúc ấy, những nỗi buồn, những nỗi đau, những tổn thương. Thậm chí là khi mà các bạn đến với cuộc hôn nhân, có thể sẽ bị rất nhiều người ngăn cản rồi phân tích là nếu các bạn mà tiếp tục cuộc hôn nhân thì sẽ thế này, sẽ thế kia, sẽ làm cho cái người nữ này chao đảo và thay đổi. Thì cái người nam này bằng một cách nào đấy, cái sự ổn định của họ, kiên định của họ, nhất quán của họ, lặng lẽ làm tất cả của họ đã giúp cho người nữ đi qua cái giai đoạn này. Các bạn nhìn vào trải bài thì các bạn sẽ thấy nó luôn có cái sự đi kèm, một là Ten of Pentacles đúng không? Đấy, Ten of Pentacles này, rồi bảy xu đi kèm với chín kiếm này, rồi lại có cái Queen, King of Swords ở đây đi kèm này, rồi có tám xu ở đây đi kèm này, có nghĩa là nó luôn luôn có một cái sự xen kẽ giữa cái nỗi lo lắng, bất an, đấy, ám ảnh, cùng với một cái gì đó rất là cứng cứng cáp, ổn định, kiên định, đó, vững chãi của người nam, để khiến cho người nữ có thể mạnh mẽ vượt qua, có niềm tin vào cuộc hôn nhân của mình. Thì đây chính là trải nghiệm, ở đây chính là cảm nhận của mình. Có nghĩa là mặc dù nó có những lá bài như là chín kiếm này, 10 kiếm này, rồi hangman này, hai kiếm, nhưng mình cảm nhận được điều đó, mình cảm nhận được rằng cái cuộc hôn nhân này có tồn tại được hay không ấy, nó do cái người nam kia quyết định. Có nghĩa là các bạn sẽ gặp một người mà cái người đấy đóng vai là The Emperor, đóng vai là King of Swords. Có nghĩa là khi nào mà bạn cảm thấy trông tranh giống như đứng ngã ba đường thì đã có người đó ở bên cạnh rồi. Bất kể khi nào bạn bị ám ảnh về một cái cuộc hôn nhân cũ, bạn sợ rằng cái cuộc hôn nhân cũ đó xảy ra thì đã có King of Swords rồi. Bất kể khi nào bạn cảm thấy bị người khác theo kiểu là can thiệp vào, rồi là nói những câu khiến cho bạn bất an, lo lắng ấy, trỗi dậy cái nỗi sợ của 10 kiếm ấy, thì đã có cái người này lặng lẽ, giống như là hàn gắn, chấp nối một cách vững chãi và ổn định để cho bạn an tâm rồi. Đấy, vậy thì đây là cảm nhận của mình. Còn nếu như bạn cũng hiểu về tarot thì bạn sẽ hãy trải nghiệm theo cách của bạn nhá. Còn những gì mà Huyền Thư đọc nó dựa trên cái cảm của mình, cái cảm tâm linh của mình, trải nghiệm của mình và kiến thức của mình các bạn ạ. Cho nên là các bạn thử cảm nhận xem. Còn nếu những ai mà các bạn nghe điều Huyền Thư nói và các bạn chạm đến tâm của mình ấy, các bạn nhập tâm ấy, thì các bạn chia sẻ phía dưới cho mình biết cái cảm nhận, suy nghĩ của các bạn, hành trình của các bạn nhá, để mình định hướng cái trả bài chung tiếp theo. Trả bài số 3 là mình đặt câu hỏi là vậy thì con của bạn nó như thế nào trong cuộc hôn nhân này, và câu hỏi này rất là quan trọng. Tất cả chúng ta khi mà chúng ta bước vào một cuộc hôn nhân, cái điều lo lắng nhất đó là chúng ta gặp phải một người mà không phù hợp. Chứ còn xin lỗi, mình không dùng cái từ là không tốt. Tốt hay không thì mình nghĩ là dưới góc nhìn tâm linh, nó không có sự phán xét là tốt hay xấu, đúng hay sai, mà chỉ là phù hợp hay không mà thôi. Vậy thì chúng ta đặt một câu hỏi là vậy thì những đứa trẻ sẽ như thế nào trong cái cuộc hôn nhân này? Đó, vậy thì mình sẽ phân tích bài cho các bạn thấy. Khi mà các bạn đi một mình ấy, nghĩa là bạn dù là mẹ hay là bố đơn thân, thì các bạn sẽ thấy sáu kiếm, nghĩa là cái cuộc đi về phía trước đúng với hành trình của cuộc đời của các bạn nó rất là chật vật, đúng không? Các bạn nhìn lá bài sáu kiếm, các bạn sẽ thấy cái điều đó, hình ảnh của một người nữ tay cầm chiếc ô, ở cô ấy xách một cái túi mà các bạn để ý này, cái túi nó lệch hẳn về một phía, nghĩa là những chiếc ô này nó lại lệch hẳn về phía sau, nhưng tay của cô phải gồng lên để giữ cái ô đấy. Nó đại biểu cho cái việc là dù bạn có giàu có hay hay là bạn có địa vị như thế nào, thì trong
khi bạn chỉ có một mình nó vẫn rất là trông chênh. Vậy thì từ khi bạn bước vào cuộc hôn nhân thì mình thấy cái người đó, cái người bạn của bạn ấy, người bạn đời, có thể gọi là người bạn đời của bạn ấy, họ có sự sẻ chia, không có những đứa trẻ của bạn nó được một cái người khác ấy, có thể gọi là một người đàn ông hay là một người đàn bà, một một người bố, một người mẹ xuất hiện trong cuộc sống của nó, chia cho nó cái quả bóng này đó. Và các bạn nhìn vào trải bài này, các bạn sẽ thấy cảm nhận được một cái năng lượng rất là ấm áp, rất là bình yên. Và mình thấy cờ Nine Pentacles đại biểu cho đứa trẻ nam, ở The World đại biểu của đứa trẻ nữ, nhưng tự chung lại nó chỉ là đại biểu của những đứa trẻ thôi. Các bạn sẽ thấy nó ngồi trên một con ngựa, nó chơi đúng không, nó sống tung tăng, chơi trong một vườn hoa. Thì các bạn cảm nhận được cái năng lượng của niềm vui, của sự hạnh phúc, năng lượng của King of Cups ấy. Thì mình có cảm giác như là nếu bạn là nam thì đây là người nữ bước vào cuộc sống của bạn, còn nếu bạn là người nữ thì đây là người nam bước vào cuộc sống của bạn. Họ luôn có cái năng lượng của sự cho đi, giống như một người lặng lẽ ở phía sau cầm những cái bông hoa cho những đứa trẻ đấy, và 8 xu. Cái người đây là người nam này, còn người trẻ người nữ này, thì có nghĩa là các bạn tự đổi chiều, hoặc là nó là một câu chuyện. Thì khi bước vào một cuộc hôn nhân thì người nam luôn lặng lẽ mang lại niềm vui cho những đứa trẻ, còn người nữ thì giống như một cái người mẹ tổ chức một cuộc sống rất là ấm áp. 8 xu đại biểu cho cái gì đó thuộc về vật chất, ví dụ như là lo cơm nước này đấy, tổ chức một cuộc sống như thế nào để cho bọn trẻ con nó cảm thấy nó có một tổ ấm thực sự cả về tinh thần lẫn vật chất ấy. Và năng lượng của Queen of Cups ấy, mình thấy ở đây có cái năng lượng là có một tình thương. Queen of Cups đại biểu có tình yêu thương, cái sự lặng lẽ trao đi ấy, vô điều kiện ấy, khiến cho, và cả cái lý trí, nghĩa là giống như hai người, một người đại biểu cho cái tình thương bao la vô điều kiện ấy, và một người thì kiểu có một cái tình thương hiểu biết ấy, giúp cho các bạn trẻ này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái đứa trẻ nó đang cầm một cái bình hoa, nó soi vào trong gương đấy, và nó thấy cái bình hoa này, các bạn nhìn thấy này, đây là bình hoa nhỏ nhưng khi soi vào trong gương thì nó lớn vụt lên, có nghĩa là nó nhìn thấy được tương lai, nó nhìn thấy hạnh phúc, nó nhìn thấy sự phát triển ở trong cái gương này, nó phản ánh cái tâm tư của nó phản ánh cái tương lai thông qua cách nhìn của nó. Giống như bạn tưởng tượng rằng một đứa trẻ mà nó sống trong một cái hoàn cảnh mà chỉ có mẹ hoặc bố thôi thì nó sẽ bị lệch đi một thứ, nó bị thiếu đi một thứ, nó giống như sự mất cân bằng. Vậy thì sau này khi nó bước vào một cuộc hôn nhân, nó sẽ không có, trong tiềm thức của nó sẽ không có ấn tượng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thì nó rất khó để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn nếu có thì nó phải nỗ lực rất nhiều, và đôi khi nó lại còn dựa vào nghiệp lực và sự may mắn của nó nữa. Như một đứa trẻ, nó được sống trong một cái khung cảnh mà người bố người mẹ thương nhau, người bố người mẹ thương nó, cho dù đấy không phải là cha mẹ ruột nhưng là những người thương yêu một cách hiểu biết ấy, thì sẽ tạo cho nó một cách xây dựng tương lai và nhìn vào tương lai một cách tốt đẹp. Thì đó là tất cả những cái điều mà mình nhìn thấy trong trải bài số 1, trong tụ bài số 1 ngày hôm nay các bạn nhé. Trong cái tụ bài này mình thấy có những lá bài đáng chú ý. Một là The Tower, hai là Death, ba là The Hangman, bốn là The World. Các bạn có biết những lá bài này nó biểu thị cho cái gì không? Như là một cái gì đó cũ, quan niệm cũ cần được đánh sập rồi, cần phải được thay đổi rồi, cần được buông xuống rồi, và hãy tin vào sự tốt đẹp trong tương lai nhá. Đó là tất cả những điều mà mình thấy ở đây. Nếu các bạn có nhu cầu trả bài riêng thì các bạn liên hệ với số Zalo mình đặt ở phần comment. Các bạn giúp Hiền Thư phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like, và nhớ chia sẻ câu chuyện của các bạn ở phía dưới video để mình định hướng trả bài chung tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 2. Chúng ta đang ở chủ đề lựa chọn kết hôn hay là đơn thân, độc thân suốt đời. Thì tụ bài số 1 là lựa chọn tái hôn, kết hôn rồi. Tụ bài số 2 sẽ là những cho những người chọn cuộc sống đơn thân, độc thân. Đơn thân là gì? Là các bạn đã từng kết hôn rồi đấy, nhưng mà các bạn có con đấy, và các bạn lựa chọn một mình nuôi con, thì đó gọi là đơn thân. Còn độc thân thì các bạn biết rồi, các bạn không có ai cả, không có bất kỳ một người nào, ví dụ như con cái, bạn phải có trách nhiệm con cái hay nuôi một ai đấy, bạn hoàn toàn độc thân, thì đó gọi là độc thân nhá. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua trải bài này đi tìm câu trả lời là nếu bạn lựa chọn sống độc thân hoặc đơn thân suốt đời thì sẽ như thế nào. Đợi mình xếp bài đã. Trả bài số 1 đó là năng lượng chung, nghĩa là khi mà bạn lựa chọn cuộc sống đơn thân độc thân thì sẽ như thế nào. Trả bài số 2 theo cụ thể hơn, có nghĩa là để mình xếp bài đã rồi mình đọc nó sẽ kỹ càng hơn nhá. Còn tụ bài số 3
Nó là con của bạn. Bởi vì giống như mình nói ở tụ bài số 1 ấy, chúng ta khi chúng ta độc thân thì không sao, còn một khi chúng ta đã có con rồi thì ta nên sống cho ước mơ của con, ước mơ của con, mong muốn của con. Vậy thì nếu con của bạn nó mong ước có một gia đình thực thụ, vậy thì chúng ta sẽ, nếu mà đặt trong một cái năng lượng là bạn chọn cuộc sống độc đơn thân ấy, con thì nó là đơn thân, thì sẽ đứa trẻ này sẽ như thế nào nhá. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu từ trả bài số 1. Với câu hỏi đó là cuộc sống của bạn, nếu bạn chọn cuộc sống đơn thân độc thân, như thế nào? Năng lượng chung của nó là mình thấy mình có cảm giác như là ở đây có những người sẽ chọn từ thiện. Mình thấy như thế, nghĩa là giống như bạn chỉ có một mình ấy, bạn chỉ có một mình thôi. Và cái năng lượng của 6 xu là, một là tất cả những tiền bạc bạn làm ra ấy, một là bạn chọn từ thiện, hai là bạn dành tất cả cho cái đứa con của bạn, có nghĩa là bạn chọn cuộc sống đơn thân, bạn nuôi nó ấy, bạn chọn, bạn cho đi hết đấy, cho cả tiền bạc vật chất, một là từ thiện, hai là cho đứa con. Những người mà chưa từng, nghĩa là không 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 có ai ấy, bạn chọn cuộc sống độc thân thì bạn chọn từ thiện, còn những người mà có con thì có thể bạn dành cho con, cho anh em gì đó đấy. Còn cái từ thiện của những người mà sống đơn thân thì mình thấy ít thôi. Ở bên ngoài thì người ta thấy bạn rất là giàu có, giống như bạn, nếu mà bạn chọn cuộc sống đơn thân độc thân thì mình thấy những người này giàu có lắm, theo kiểu nhìn rất là theo kiểu phú ông ấy, giàu có, mình nhìn thấy năng lượng đó trong lá bài 6 xu. Nhưng thực tế ở bên trong bạn là một nỗi cô đơn không ai có thể bù lấp được đấy. Mà cái nỗi cô đơn nó lớn dần lên khi mà bạn bắt gặp những cái hình ảnh của gia đình, năng lượng của 10 ly. Ví dụ như là bạn đi chơi ở một cái trung tâm nào đấy, bạn nhìn thấy một gia đình hạnh phúc thì trong bạn nó tấy lên, mình dùng cái từ tấy lên một cái nỗi vô cô đơn vô cùng khi nghĩ về một cuộc sống ấm áp của một gia đình thực thụ. Cái năng lượng của sáu kiến ấy khiến cho mình thấy rằng là không phải là bạn không muốn có hạnh phúc đâu nhá. Đấy, mình thấy bạn muốn có đấy. Năng lượng của bạn ấy, cái năng lượng của sáu kiếm là giống như bạn đã từng đi kiếm tìm một cuộc hôn nhân đấy, bạn kiếm, bạn giống như bạn muốn thay đổi cuộc đời của mình đó, nhưng mà cuối cùng vì một sự cố nào đấy cuối cùng nó tan vỡ. Năng lượng của chất mân nó đại biểu cái sự thay đổi, có nghĩa là nếu như bạn đang đi kiếm tìm một cuộc hôn nhân thì tự nhiên nó xảy ra một cái việc gì đó cuối cùng nó tan vỡ. Năng lượng của the medicine là bạn, giống như mình có cảm giác là thậm chí cái sự tan vỡ này là do chính bạn. Có nghĩa là nếu như bạn đóng vai trò của một cái người mà bạn thay đổi, bạn hàn gắn, bạn 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 kết nối thì nó không sao, nhưng mình có cảm giác như bạn tiếp tay cho sự đổ vỡ đấy. Mình có cảm nhận thấy như thế, giống như là có một cái nghiệp ấy, năng độ chất mân nó còn đại biểu cho một cái nghiệp nữa cơ đấy, một cái gì đó nó có từ tiền kiếp rồi và nó kiếp sống này nó tái lại, nó tấy lên. Nó có nghĩa là bạn cứ gặp một cái khó khăn nào đấy thì thay vì bạn tìm cách để bạn phát triển nó, bạn xây dựng, bạn hàn gắn, bạn tìm cách bạn giải quyết thì bạn sẽ dập nó xuống luôn. Và cuối cùng cái mối quan hệ của bạn ấy, mình nghĩ là năng lượng của một cấp và sáu cấp ở đây thì một một là cứ tình cảm của bạn, bạn có một cái mối quan hệ, bạn coi đó là tình yêu, bởi vì sáu cấp nó đại biểu cho soulmate, một cái tình yêu rất đẹp, rất ngọt ngào. Nhưng bởi vì cái sự kinh nghiệm của bạn ấy là khi khi bạn gặp khó khăn thì bạn bạn tìm cách bạn dập nó xuống ấy, bạn không muốn nó phát triển nữa, giống như một cái cây mà nó mọc lên ấy, nó vương víu, bạn cảm thấy chăm nó khó ấy, thì bạn cắt bỏ nó đi luôn. Cho nên nó rơi vào bế tắc, nó trở thành cái nghiệp. Và sau cái mối quan hệ này thì bạn gặp ai cũng thế, cái tình cảm mới có nhen nhóm được một chút khi bạn cảm thấy bắt đầu yêu cái người đó, cũng là lúc sóng gió ập đến nhá. Là bởi vì sao? Có một cái nghiệp mà bạn cần phải giải quyết ở kiếp sống này, nhưng bạn từ chối để bạn giải quyết nó, và nó trở thành một cái giống như là dân gian gọi là cái dớp ấy. Cái dớp làm cho từ sau đó trở đi những cuộc hôn nhân khác của bạn không phát triển được. Nhưng mà nếu như bạn nghe đến đây, bạn thay đổi nó đi, hàng ngày bạn chữa lành, bạn chuyển hóa, bạn thay đổi, bạn hành động khác đi, thì có thể cái nghiệp này nó sẽ thay đổi nhá. Rồi đó là tụ bài số 1. Rồi, đây là trả bài số 1 trong tụ bài số 2. Bây giờ là trả bài số 2. Khi mà mình thấy lá bài 8 kiếm ở đây thì trả bài tiếp theo ấy, mình đặt câu hỏi là vậy thì khi mà giống như là bạn bị một cái dớp ở trong trong tình yêu và hôn nhân ấy, cứ mỗi khi mà bạn cảm thấy như là cái cuộc hôn nhân của mình nó bắt đầu có kết quả rồi, mình muốn yêu rồi, muốn ở bên cạnh người ta rồi, thì tự nhiên nó lại xảy ra một cái sự bế tắc nào đấy, và giống như là bạn chấp nhận cái điều đó luôn. Vậy thì nếu như mà bạn không đến với một ai cả, bạn sống một mình, thì vậy thì cái đời sống tinh thần của bạn như thế nào? Ở đây thì mình có cảm giác như là những người có năng lượng trong trải bài này chủ yếu là những người bố, người mẹ đơn thân.
Cho nên mình thấy các bạn vẫn liên quan đến con, năng lượng của giờ quơ, nghĩa là bạn vẫn dính mắc với một người nào đấy liên quan đến đứa con, ví dụ như là vợ cũ, chồng cũ hoặc là một người mà các bạn vô tình lỡ làng có con với họ nhưng các bạn không cưới, và nó tạo thành mối quan hệ ba cốc. Thì cái ba cốc ở đây ý, mình thấy một cái năng lượng nó hơi thô, đó có nghĩa là hai người không phải là vợ chồng, bởi vì King of Pentacle là bạn có thế giới riêng của bạn và bạn rất hài lòng về thế giới đấy, thậm chí bạn còn tạo được một cơ ngơi rất là giàu có. Nhưng ba cốc là giống như thỉnh thoảng ấy, các bạn giống như là bạn với cái người vợ cũ đó, chồng cũ đó, mà nếu như họ chưa kết hôn ấy thì hai người vẫn gặp nhau và giải quyết cái việc gọi là cái năng lượng sinh lý, hoặc là có thể trong cuộc đời của bạn từ sau khi mà bạn sống độc thân nó sẽ có những cuộc tình chớp nhoáng, gọi là tình một đêm nhá. Mình thấy có năng lượng đấy dù nó hơi thô nhưng bởi vì nó xuất hiện trong trải bài cho nên mình vẫn phải đọc bài. Và bạn không kết hợp với một ai cả, bạn sống một mình thôi đó, và bạn khá giàu có với thế giới của mình. Mình thấy những lúc bạn cô đơn á thì bạn trồi lên một cái khao khát là bạn giống như có một gia đình, nhưng mình không hiểu sao nó giống như một cái job ấy, một cái nghiệp ấy. Cứ mỗi khi mà bạn kết hợp với một người nào đấy thì các bạn nhìn thấy cái lá bài bảy kiếm ấy nó cứ tan vỡ thôi, giống như một cái bức tranh người ta đang vẽ xong tự nhiên nó bị nhòa mực ấy, và người ta đang phải cố tình người ta sửa mãi nhưng mà càng sửa thì càng thấy đau đó. Như là bằng một cách nào đấy tất cả những cuộc tình mà bạn muốn ấy, bạn muốn có, bạn xây dựng, nó cứ bằng một cách nào đấy nó nhạt nhòa, bởi vì nó liên quan đến cái nghiệp mà mình đã phân tích ở tụ bài số 1. Có nghĩa là giống như bạn nợ một người và bạn thẳng, chỉ vì một khó khăn nào đấy bạn thẳng tay bạn vùi dập cái mối quan hệ đấy và nó trở thành cái nhân quả của bạn đó. Mình thấy như thế, mặc dù ở đây không có lá bài chơi thịt nào nhưng mà khi mình nhìn trong cái không khí của đàm bài mình thấy năng lượng đấy. Và cái 10 xu ấy, cái 10 ly, cái một cái gia đình hạnh phúc ấy, nó cứ mãi mãi là một cái gì đó, là cái nỗi đau, là một cái vết hằn trong tâm của bạn. Thậm chí mình có cảm giác như là bạn đã yêu một người, dù bạn là nam hay nữ, bạn yêu một người, nhưng sau khi bạn vùi dập cái mối quan hệ đấy thì cái mối quan hệ đấy trở thành cái nỗi đau của bạn, và hầu như bạn không bao giờ có thể yêu được một ai nữa. Mình thấy cái người đó, năng lượng của giờ hyperactive đấy, mình có cảm giác như là cái mối quan hệ mà bạn đã bỏ qua ấy, đã vùi dập nó ấy, mình dùng cái từ vùi dập đấy, nó nằm trong tiềm thức của các bạn và nó đi với bạn rất nhiều kiếp sống, và kiếp sống này nó giống như một cái lời hẹn cuối cùng, nhưng cuối cùng thì các bạn lại cứ bỏ đi. Năng lượng của bốn kiếm ấy giống như là bạn có một cái vết, một cái gọi là một cái nghiệp của cái sự nghi ngờ của một cái gì đó mà bạn cứ cảm thấy bất an khi mà bước vào mối quan hệ đấy, và cuối cùng thì bạn rời đi. Ở đây thậm chí là bạn liên quan đến một người mà người đấy có khả năng tâm linh rất là cao, bởi vì lá bài giờ hyperactive vẽ hình của một leader tarot ấy, thì nó chỉ là đại biểu thôi, giống như là cái người đó và bạn có một cái ước hẹn nào đấy, giống như là nó liên quan đến cái hành trình của hai người nhưng cuối cùng bạn bỏ đi. Năng lượng của bốn kiếm ấy, bạn từ chối. Năng lượng của hyperactive nó còn đại biểu cho cái hợp đồng linh hồn, bạn từ chối, bạn né tránh, và cái kết quả của cuộc né tránh này đó chính là cái người đó thì càng ngày càng phát triển trở thành Queen of Hand. Khi đầu qua nó đại biểu cái sự giàu có ấy. Đấy, trong cái lá bài này mình cảm nhận sự giàu có bởi một cô gái đang đứng ở trong một khu rừng, trên tay cô ấy ôm rất nhiều trái quả, nó đại biểu cái sự sum suê đủ đầy, và bạn thì cô đơn, và giống như là bạn với người này có một cái hành trình phải đi cùng nhau, một lời hẹn nào đó từ tiền kiếp, nó nằm trong lá bài giờ hyperactive và bạn không thực hiện lời hứa đó, và cuối cùng cuộc đời của hai người rẽ sang hai bên, rẽ sang hai nhánh ấy, là cái năng lượng của cái người mà giống như họ đi hết cái hành trình của mình và họ có một cuộc sống của Queen of Wands rất là đủ đầy, hạnh phúc, vui vẻ, còn bạn thì cô đơn một mình nhá. Mình hy vọng là sau khi bạn nghe trả bài này thì bạn có thể thay đổi được nghiệp của mình, nếu như bạn tin vào điều đó, còn nếu bạn cho là chuyện vớ vẩn hoặc là không đúng thì cũng không sao nhá. Mình tin là các bạn nghe để các bạn thay đổi số phận của mình, để các bạn có một cuộc đời khác, chứ không phải là các bạn nghe để các bạn đau khổ đâu. Đấy, mình truyền đạt cái sự tiêu cực đâu. Ví dụ như có một số người nghe những cái trải bài buồn thế này cứ kêu là buồn, buồn hay không là do chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy cuộc đời của mình như thế thì chúng ta thay đổi đi, nó sẽ khác đi. Bởi vì nếu mà nhìn vào trải bài này thì các bạn sẽ thấy là tất cả là do các bạn lựa chọn mà. Còn nếu nó không đúng với bạn thì có thể là đối phương của bạn nhá. Rồi, tiếp theo là những đứa con của bạn ấy nó sẽ như thế nào nếu bạn lựa chọn cuộc sống độc thân, đơn thân, xin lỗi đơn thân, bởi vì độc thân là không có con đâu. Mình thấy cái năng lượng của cái đứa trẻ nó thèm khát một cái gia đình, năng lượng của hai cốc, ví dụ như là
một cái gia đình mà có bố với mẹ, có bố có mẹ rất là hạnh phúc ở bên nhau đó. Lúc nào mà các bạn đọc cái cuốn tiểu thuyết chuyện tình kể trước lúc rạng đông ấy, các bạn sẽ thấy cái điều này. Hôm nay thì muộn rồi, mình phải đi đón con nữa, cho nên mình không tiện kể câu chuyện này. Nhưng các bạn sẽ thấy rằng khi một cặp vợ chồng sống hạnh phúc ấy, theo kiểu là tương tương thân tương ái với nhau ấy, rất là yêu thương kính kính trọng nhau, những bữa cơm đầm ấm, những cái chuyến đi hoặc là những cuộc sinh hoạt rất là vui vẻ hạnh phúc, thì đứa trẻ nó hạnh phúc lắm. Nhưng mà trong cái cuộc hôn nhân của bạn ấy, trong cuộc đời của bạn ấy, thì mình thấy cái đứa trẻ này, cho dù nó sống với bạn hay sống với lại mẹ hay bố của nó, nghĩa là sống với một người, thì mình thấy cái năng lượng của sự cô đơn, nó luôn thèm khát, nó luôn thèm khát, và nó bị ám ảnh về sự ly hôn. Có nghĩa là cái cuộc ly hôn, năng lượng của chất tình nó đại biểu cho ly hôn ấy, nó luôn cảm thấy nó sợ kết hôn và ly hôn chất tình, nó là như thế, nó là đại biểu cho một cái gì đó liên quan đến giấy tờ pháp luật ấy, nó ám ảnh bởi cái điều đó và nó sợ tình yêu đấy. Nó khiến cho cái đứa trẻ khi nó nghĩ về tình yêu, về hôn nhân ấy, nó cảm thấy sợ. Phải làm sure là ví dụ nó đọc sách ấy, trong một cái lúc nào đấy, nghĩa là mình tưởng tượng một cái đứa trẻ nó đang đọc sách, nó sống, nó hay trốn mình trong thế giới ảo, đó là đọc sách hoặc là một cái gì đó để quên đi, thì nó nhìn thấy tình yêu ở bên ngoài, nghĩa là nó nhìn thấy một cái cặp đôi đang yêu nhau, thì nó nghĩ ngay đến cái chuyện là cuộc hôn nhân đấy rồi cũng sẽ chỉ được mấy ngày thôi. Năng lượng của Sheila Wan là cũng chỉ hạnh phúc sẽ chẳng tày gang đâu. Ừ, nó cũng chỉ là vì đam mê, dục vọng để mà đến với nhau thôi. Rồi kết quả sẽ là nai sure, kết quả sẽ là đau khổ, sẽ là cô đơn và fail and đau khổ. Có nghĩa là những cô gái, nếu mà nó cái đứa trẻ này là con trai ấy, thì tất cả những cô gái mà đến với cuộc đời của nó thì nó đều cho rằng kết hôn cũng chỉ là một sự dối trá mà thôi, và cái kết quả của nó cũng chỉ là đau khổ, chứ nó thường thờ ơ, thậm chí lãnh đạm, nó sợ hôn nhân đó, mình thấy như vậy. Thì mình nói lại một lần nữa là khi mà mình truyền đạt cái trạng bài này, mình rất mong là các bạn nhìn thấy và các bạn thay đổi, bởi vì cái sự thay đổi nó nằm ở trong tâm của chúng ta. Những gì nó trong cuộc sống của chúng ta nó bị chi phối bởi năng lượng của tiềm thức, nghĩa là trong tâm của chúng ta nghĩ cái gì thì cái điều đấy nó sẽ diễn ra. Vậy chỉ cần các bạn thay đổi thôi. Nếu người nào đang mắc kẹt cái vấn đề này và các bạn muốn thay đổi, thì mà trong qua trải bài chung bạn không thể thay đổi được, bạn có thể liên hệ trải bài riêng để các bạn biết là bên trong tâm các bạn đang chứa đựng cái điều gì và cái điều đấy đã ảnh hưởng đến hiện tại như thế nào. Còn nếu bạn cho rằng là không sao, bạn biết cũng chả có vấn đề gì, hoặc là hay hơn là các bạn có thể tự chủ động thay đổi cuộc sống của mình để tổ chức một cái cuộc sống theo kiểu là một cái cuộc sống đơn thân ấy, dù bạn là bố hay là mẹ, một cách vui vẻ, thì mình ủng hộ các bạn thôi. Mình chỉ đưa ra trải bài nhá, và mình mong là dù bạn là ai, bạn nghe trải bài của mình thì bạn cũng thấy cho dù là trải bài nó không tích cực thì bạn sẽ nhìn theo hướng là bạn sẽ thay đổi để sống tích cực hơn, để thay đổi, để tự bạn thay đổi cuộc đời của mình, chứ không đặt cuộc đời của mình vào trải bài của Hiền Thư nhá. Còn trải bài như thế nào là do năng lượng của các bạn chứ không phải do mình nghĩ ra đó. Thì mình có đôi lời truyền tải như thế. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn có nhu cầu trả bài riêng thì số Zalo các bạn đặt ở phần số Zalo mình đặt ở phần comment, các bạn liên hệ số Zalo ở phần comment giúp mình nhé. Các bạn giúp Hiền Thư phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like và nhớ chia sẻ câu chuyện của các bạn dưới video để mình định hướng cái trả bài chung tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.